cười đẹp đấy, đừng đùa. Ném nỗi buồn vào sâu thẳm trong tim, đôi khi ta phải tự đứng lên bằng chính đôi chân, đôi khi ta phải nắm bắt lấy tay mình rồi tự nhủ, đời đẹp đấy, đừng đùa, đừng buông bỏ hay bỏ lỡ bất cứ điều gì. Cuộc sống là những cuộc phiêu lưu đầy mới mẻ nhưng cũng đầy khó khăn. Chúng ta đôi khi sẽ gặp trong cuộc đời những nỗi buồn mơ hồ, chẳng rõ ràng, mập mùng như một màn sương, nhưng cũng có lúc lại là những nỗi đau như cứa vào từng mạch máu trong tim. Thế nhưng dù đau đến đâu, đổ vỡ hay buồn bực thế nào thì bạn cũng phải ném nỗi buồn ra ngoài cửa sổ để mà vui sống, để mà tin sớm mai bình yên sẽ trở lại, để rồi cảm nhận đời đẹp đấy, chẳng đùa được đâu. Giống như cách tuổi trẻ nhanh đến rồi nhanh đi vậy, thì nỗi buồn cũng như thế, rất buồn nhưng rồi cũng sẽ rất nhanh vui. Có thể ngày ấy bạn từng bị người ta bỏ lại sau những yêu thương và những lời hứa hẹn, ai cũng chung tâm trạng như thế, rất buồn, rất mất mát. Ngày ấy mưa buồn đến nao lòng người, lặng mình bước đi trong quán cà phê, tưởng chừng như tim mình đang bị bóp nghẹt vì những đổ vỡ kia. Nhưng chính vào lúc đó, bạn chẳng còn gì tha thiết với niềm vui trong cuộc sống này nữa, thì cũng sẽ có những người đưa cho bạn một bàn tay, một cuốn sách với tựa đề "Đời đẹp đấy, đừng đùa". Chỉ là những mẩu chuyện ngắn vu vơ ở một góc nhỏ nào đó của cuộc sống. Có lẽ cũng chính vì thế mà ta như cảm nhận được sự gần gũi, sự thân quen đến lạ, như thể đang hiện hữu ngay trước mắt ta, không chỉ là một câu chuyện tình yêu, hoài bão, giấc mơ, sự nghiệp, tương lai, mà đó là cả những hỉ nộ ái ố rất vui của cuộc sống thường ngày. Có những câu chuyện tình yêu của tuổi mới lớn ngây ngô mà cũng đầy lãng mạn trong sáng, có những niềm vui, niềm tin, niềm hy vọng vào thành công của người trẻ trên con đường gần hơn đến với giấc mơ và hạnh phúc. Thậm chí có cả những tình yêu tuổi xế chiều qua con mắt nhìn tươi mới và năng động, lật từng trang sách như chính chúng ta đang đi qua dòng chảy của cuộc sống. Những mông lung, mơ hồ, những thú vị, đáng yêu, cuộc sống của họ tươi mới và tràn đầy năng lượng, không an nhàn như cuộc sống của những người già, cũng không đổ xô vào dòng đời bộn bề, khao khát tìm kiếm địa vị, chỗ đứng trong xã hội như những người trưởng thành. Họ đang vẽ cho mình một khung trời riêng, nơi giao nhau giữa trẻ con và trưởng thành, nơi họ có thể thoải mái sống và vùng vẫy giữa những hoài bão của bản thân. Rất trẻ, bạn có thể tìm thấy một nỗi buồn vu vơ, nhưng rồi sẽ rất nhanh thôi, bạn sẽ tìm thấy niềm vui mới, sức trẻ mới để vượt qua được nỗi buồn một cách ngoạn mục, hòa mình với nhịp sống của người trẻ. Bạn như đang sống lại chính thanh xuân của mình. Nếu nỗi buồn trong bạn đã dập tắt từ lâu thì hãy suy nghĩ lạc quan, tìm lại mồi lửa khơi nguồn niềm vui trong chính bạn. Tuổi trẻ của mỗi người rất ngắn, không ai có đủ thời gian cho buồn phiền cả. Thay vì khóc lóc hay thở dài vì thương đau, sao không thử đứng dậy và hòa mình vào nhịp sống vồn vã ở ngoài kia, giống như một con cá nhỏ bị cơn sóng lớn cuốn đi. Khi ấy, nó sẽ chẳng nhớ mình đang buồn vì điều gì. Cảm giác đó ắt hẳn sẽ nhẹ nhõm và dễ chịu lắm thay, hệt như chiếc máy bay ầm ì rời khỏi đất nước của những cơn bão để bay về miền nắng ấm. Tuổi trẻ là khi bạn đang sống trong vòng tay của ba mẹ mà không phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền, không có gì để ràng buộc. Tuổi trẻ, bạn đang có một chút tiền trong tay và có rất nhiều thời gian cũng như sức khỏe để làm những điều có ý nghĩa, và tuổi trẻ sẽ nhanh chóng qua đi, không bao giờ trở lại. Vì thế, hãy xách ba lô lên và đi đến khi
đôi chân không thể nào đi nổi, mắt đã mờ, bạn sẽ không phải hối tiếc tuổi trẻ quá vội vã, dùng số tiền ít ỏi của mình để trải nghiệm. Có thể là thời điểm này bạn không có nhiều tiền trong tay, nhưng bù lại, bạn có sức khỏe tốt, có thời gian, có nhiệt huyết và có bạn bè xung quanh để khám phá những vùng đất mới lạ, cùng nhau sống những tháng ngày tươi đẹp, để sau này, khi không còn thời gian để vui chơi, bạn bè mỗi đứa một nơi, thì vẫn còn những kỷ niệm, những bức ảnh để đời nhớ về nhau. Thay đổi góc nhìn, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ, xách ba lô lên và đi, bỏ lại tất cả những muộn phiền, lo âu. Mà có nghĩ nữa thì cũng không thể nào giải quyết được vấn đề gì. Xách ba lô đi đến một vùng đất mới, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị. Bạn sẽ chìm đắm trong không khí an lành, hồi hộp chờ đón những điều thú vị đang ở phía trước. Chắc chắn sau chuyến đi, tâm trạng của bạn sẽ thoải mái và mọi công việc sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn. Thỏa mãn đam mê, khi còn trẻ, bạn chưa phải gò bó về chuyện tiền bạc và gia đình. Thế nhưng tương lai, bạn sẽ phải suy nghĩ và dành nhiều thời gian cho chúng. Thậm chí, bạn sẽ không còn thời gian để suy nghĩ và sống với đam mê của mình. Chính vì vậy, hãy theo đuổi đam mê khi bạn còn có thể. Dành thời gian để yêu bản thân mình hơn một chút. Đừng chỉ khép mình vào một góc nhỏ mặc định. Tuổi trẻ, nếu không hưởng thụ nó, thì bạn sẽ nhanh chóng già đi. Xách ba lô lên và đi. Bạn sẽ cảm nhận được thú vui của cuộc sống. Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống. Những cô đơn buồn tủi sẽ tiêu tan. Xách ba lô lên và đi. Khi bạn đang bị chìm trong một cuộc cãi vã hay một mối tình mà bạn vừa mới chia ly, đừng ngồi đó mà khóc, mà kêu than, mà tuyệt vọng. Đứng dậy và thưởng ngoạn, bạn sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này biết bao. Bạn sẽ thấy ngoài kia, thế giới này có lắm những chàng trai, những cô nàng tốt tính. Biết đâu, đó sẽ là người xây mái ấm cùng bạn trong tương lai. Xách ba lô lên và đi. Đâu cần phải có người bên cạnh mới đi được. Thậm chí, chỉ một mình, một ngựa, bạn cũng có thể trải nghiệm được những chuyến đi. Xách ba lô lên và đi. Biết đâu, bạn sẽ được hâm nóng và dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng mình còn bé bỏng giữa thế giới mênh mông, bao la. Bạn sẽ có rất nhiều những bức hình đẹp và lưu giữ nó mà khoe mẽ với con cháu đời sau. Đường còn dài, ta còn trẻ, ngại ngần gì mà chẳng đi. Yêu bản thân, yêu cuộc sống này hơn nữa. Đi và đi. Mọi nỗi buồn sẽ hóa niềm vui. Thời điểm này nhất định không có chỗ cho nỗi buồn và những gì không tích cực. Thời điểm này nhất định bạn phải mua một cuốn sách hay, nhâm nhi một ly trà sớm, rồi hí hoáy viết ra sổ tay những gì tạo nên niềm hứng khởi trong bản thân. Nếu có ai đấy định phá hỏng ngày đẹp trời của bạn, hãy tặng họ một câu nói để họ biết rằng đời đẹp đấy, đừng đùa bạn nhé. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn, thân ái và hẹn gặp lại.